Ngày 21 tháng 7 có gần 1.300 ca COVID-19 mới, cao nhất trong hơn 1,5 tháng qua. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 21 tháng 7 cho biết số ca mắc COVID-19 lại tăng lên gần 1.300 ca, cao hơn khoảng 100 ca so với hôm qua. Trong ngày có 4.999 bệnh nhân khỏi, gấp 4 lần số mắc mới, tiếp tục không có F0 tử vong. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 9.837.649 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình điều trị COVID-19, số bệnh nhân khỏi bệnh được công bố trong ngày là 4.999 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 9.837.645 ca, số bệnh nhân nặng đang thở oxy là 44 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ là 31 ca, thở oxy dòng cao HFNC 8 ca, thở máy không xâm lấn 0 ca, thở máy xâm lấn 5 ca, và không có ca nào can thiệp ECMO. Từ 17h30 ngày 20 tháng 7 đến 17h30 ngày 21 tháng 7 ghi nhận không có ca nào tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 0 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.091 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.